Redmi Note 8 Pro, đây là mẫu máy mình cảm thấy khá là hay, khá là đáng giá mua trong thời điểm hiện tại, trong phân khúc từ 6 đến 8 triệu đồng. Mình đã có một thời gian sử dụng trong khoảng tầm 1 tuần và hãy cùng mình mổ xẻ đánh giá chi tiết xem mẫu Redmi Note 8 Pro này có điểm mạnh, điểm yếu gì trong video này nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Trà Đá Công Nghệ, mình là Quang Lun. Thiết kế của Redmi Note 8 Pro mình đánh giá thật sự rất cao. Nó là một thiết kế hoàn thiện tốt nhất từ trước đến nay của dòng Redmi Note. Không chỉ vậy, mặt lưng của mẫu máy này mình cảm thấy nó còn khá giống với các dòng máy flagship vì nó đẹp. Máy vẫn được trang bị hai mặt kính Gorilla Glass 5 ở trước lẫn sau, giúp cho việc bảo vệ máy được tốt hơn, rất giống như dòng Redmi Note 7. Nhắc đến dòng Redmi Note 7 thì chúng ta sẽ có hiện tượng là phần mặt trước, cái phần màn hình nó lồi lên một chút, nhưng ở Redmi Note 8 Pro thì điều này hoàn toàn không có. Các bạn sờ phần mặt trước rất đã tay, dùng không có hiện tượng bị cấn tay một chút nào. Đó là những cái gì mà trải nghiệm ngay từ lúc đầu tiên mà sờ vào máy nó như vậy. Còn khi mà trải nghiệm về sau thì mình còn nhận ra được một số điều, ví dụ như là máy có khả năng chống nước nhẹ với gioăng cao su ở các cổng giao tiếp và các khe SIM đều được phủ thêm một lớp nano giúp cho việc chống nước trở nên tốt hơn. Máy vẫn được trang bị jack cắm 3.5 và cũng như là cổng hồng ngoại. Điều này thì rất thích hợp để cho việc nghe nhạc này, cũng như là lấy máy này ra làm điều khiển, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, cái điểm thiết kế mà mình chưa ưng lắm ở đây đó chính là cụm camera này. Vì sao? Vì cụm camera hơi nhô lên một chút. Thế nên kể cả là bạn đeo ốp vào đi chăng nữa thì vẫn bị lồi ra, và nếu mà để ở bên ngoài, ví dụ để trên bàn chẳng hạn, mà để không cẩn thận hoặc dùng sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị xước cam. Không chỉ vậy thì cụm cảm biến vân tay lại thiết kế đặt cùng với cụm camera, khiến cho việc nếu như lần đầu tiên hoặc là một vài ngày sử dụng ban đầu ấy, rất dễ sẽ bị bấm nhầm vào cụm camera, khiến cho camera bị mờ và chụp ảnh nó sẽ không tốt. Lúc đấy lại phải lôi máy ra xong rồi lau. Thứ hai là về phần màn hình. Màn hình của mẫu Redmi Note 8 Pro thực sự rất lớn, sở hữu một màn hình lên đến 6,53 inch, độ phân giải Full HD Plus. Không chỉ vậy, màn hình của Redmi Note 8 Pro còn có độ sáng rất cao, lên đến hơn 500 nit. Với độ sáng cao như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở ngoài trời nắng một cách bình thường, không hề bị gặp một rắc rối gì cả. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng để xem YouTube này, xem phim này, thì mình nhận ra rằng màn hình của Redmi Note 8 Pro lại có cảm giác là nó hơi tăng độ sắc nét lên một chút, khiến cho cảm giác nó khá bị kiểu gai gai ấy. Không biết các bạn có bị như thế không, nhưng mà mình đang sử dụng mẫu máy Redmi Note 8 Pro này đang bị hiện tượng như vậy. Mình lại cảm thấy đây là một điểm trừ trên mẫu Redmi Note 8 Pro này. Về cấu hình của mẫu máy Redmi Note 8 Pro thì sở hữu con chip MediaTek Helio G90T 6GB và bản của mình đang cầm là 64GB bộ nhớ trong. Với hiệu năng của mẫu máy này, mình đã có một bài đánh giá chi tiết hiệu năng mẫu máy này rồi. Nói chung, hiệu năng của Redmi Note 8 Pro rất ngon, điểm số AnTuTu rất cao, tương đương với mẫu flagship năm ngoái, tương đương với con chip Snapdragon 845 của năm ngoái luôn. Tuy nhiên thì nhược điểm của mẫu máy này về hiệu năng đó chính là về nhiệt độ. Nhiệt độ mẫu máy này khá nóng, nóng lên đến 45 độ C cơ. Nhưng nóng như thế thì mình lại đang không biết đây là điểm mạnh hay là điểm yếu. Tại vì thứ nhất, nếu là điểm mạnh thì có nghĩa là mẫu máy này có tản nhiệt rất tốt, vì tản nhiệt của mẫu Redmi Note 8 Pro này khá là giống với tản nhiệt của mẫu máy Pocophone ngày xưa. Nhưng điểm yếu là con chip xử lý hơi quá đà khiến nhiệt độ tăng lên khá cao. Đó chính là về hiệu năng mẫu máy Redmi Note 8 Pro. Camera của Redmi Note 8 Pro thì mình cảm thấy là mẫu máy ngon nhất trong tầm giá. Theo mình cảm thấy thế. Và mình đã có một bài đánh giá chi tiết về camera của mẫu máy này, và các bạn hoàn toàn có thể xem lại bài đánh giá chi tiết camera của mẫu máy Redmi Note 8 Pro trên kênh Trà Đá Công Nghệ nhé. Cuối cùng là về phần pin, thì pin mình cũng đã đánh giá một cái sơ sơ trong phần bài đánh giá chi tiết hiệu năng Redmi Note 8 Pro. Tuy nhiên sau một tuần trải nghiệm thì mình cảm thấy thời gian trung bình của mẫu máy này như sau. Thời gian sử dụng hỗn hợp thực tế và chỉ dùng wifi được trung bình khoảng tầm 5 tiếng rưỡi on screen, từ lúc 100% cho đến 10%. Và khi sạc từ 10% lên đến 100% là được 1 tiếng 45 phút. Nói chung sạc như thế rất là nhanh rồi, vì mẫu máy này được trang bị công nghệ sạc nhanh mà.
Đó là những gì mà mình bóc tách, mình mổ xẻ sau một tuần sử dụng mẫu Redmi Note 8 Pro này. Mình cảm thấy đây là mẫu máy rất ngon trong phân khúc giá từ 6 đến 8 triệu đồng vì thứ nhất, nó có thiết kế đẹp. Nó có một màn hình lớn, nó có một hiệu năng khủng, nó có một camera chụp ảnh rất ngon và pin dùng cũng khá là ok. Vậy thì ý kiến của các bạn là sao? Các bạn thấy mẫu máy này có thật sự ngon cho tầm giá 6 đến 8 triệu không? Hãy vui lòng comment cho mình bên dưới. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Xin chào.